Hello, chào buổi sáng mọi người. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cái loài cây mà rất là lạ, nhưng mà cái tên của nó thì nó thuộc vào các cái dòng sen đá vô cùng thân thuộc với mọi người. Thì cái cây này nó chính là cái cây sen đá hồng sao mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy hai cây này, hai cái chậu cây này đúng không ạ? Nhìn là nó tuy khác nhau về màu sắc nhưng mà thật ra nó đều là cùng một giống. Đây là cái cây mà khi nó đang mọc non ra những cái mầm non thì là nó chưa già, nên là nó sẽ có màu xanh như thế này, và đây là khi nó đã về cái phần già thì nó sẽ có cái nhiều cái màu hồng hơn. Thì cái cây này là tên gọi của nó là cái cây sen đá hồng sao. Thì vì sao cái cây sen đá hồng sao này là một cái cây được rất là nhiều người chọn trồng và xuất hiện khá là phổ biến hiện nay? Thì đó có thể là do chúng là một loài cây có thể nở hoa thường xuyên, và ngoài ra là cây sen đá này có nhiều ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về đặc điểm, ý nghĩa và cách chăm sóc của cái loài cây sen đá đặc biệt này. Thì cái cây sen đá hồng sao này thì nó được xem như là một cái loài sen đá hồng sao lớn nhất trong các cái loài sen đá Anacam peros. Thì chúng thường là một cái loài cây phân nhánh này. Đây mọi người để ý thì cái thân của nó, đây thân của nó sẽ phân ra những cái nhánh như thế này, lá của nó sẽ mọc và xếp tầng đan xen lên nhau, khác hẳn với những cái loại sen đá bình thường. Các loại sen đá bình thường thì nó sẽ mọc giống cái form của những cái bông hoa sen ấy mọi người, nhưng mà cái loài này lại khác. Thì thân của nó sẽ cao khoảng chừng là 6 đến 7 cm và có thể mọc cao hơn, và cái loài này có thể phân nhánh tự do nha mọi người, và chúng cũng được mọc thành các cái bụi sen đá khá là thấp và chiều cao đạt ngưỡng cao nhất chỉ tầm khoảng là 7 đến 8 cm thôi mọi người ạ. Và khi già nó sẽ thay đổi màu sắc và tùy nhiệt độ nữa. Thì sen đá hồng sao này sở hữu những chiếc lá non mang một cái màu xanh, và đến khi những độ tuổi già ấy, thì chúng sẽ lại chuyển sang cái màu hồng hồng đỏ như thế này, hồng đậm, hoặc là có thể màu trắng xanh nha mọi người, rất là đẹp. Còn tùy thuộc vào cái thời tiết, ánh sáng mà mọi người đặt cây thì cây sẽ có những cái thay đổi khác nhau, và những cái màu sắc của nó trông vô cùng là nổi bật. Trên cái cây ấy, nó còn xuất hiện những cái sợi lông trắng, trông chẳng khác nào những cái sợi nhện trắng cả mọi người ạ. Đây, khi mà nó mọc ra những cái chiếc lá non nhỏ như thế này thì trên những cái thân của nó sẽ mọc ra những cái sợi tơ trắng như thế này, giống như cái tơ nhện đi mọi người. Nhìn rất là đặc biệt, và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái loài sen đá này còn có khả năng ra hoa thường xuyên nha mọi người, nhiều nhất là vào các cái mùa hè, và cái hoa của chúng vô cùng mỏng manh, có một cái màu hoặc nó có một cái màu đỏ tím rất là sặc sỡ, nổi bật hẳn một cái góc trời luôn. Thì đây không phải là hoa của nó đâu mọi người, đây chỉ là cái phần lá lá đổi màu của nó khi tiếp xúc với những cái thời tiết, ví dụ như mọi người để ngoài nắng thì màu của nó sẽ càng đậm hơn và hoa của nó sẽ mọc khá là nhỏ. Đó, cái loài này có thể tự phân nhánh được, đây nó đang ra rất là nhiều nhánh non như thế này. Nhánh non nó có thể mọc tự mọc lên từ những cái thân mẹ khỏe mạnh, và lá của nó cũng khá là dày, loài sen đá. Thì cái loài này thì khác hẳn với các loài sen đá khác về cái chiều cao và thân của nó, và nhưng mà cái ý nghĩa của nó cũng vô cùng hay, và cái đặc điểm ý nghĩa của nó là có rất là nhiều tầng nghĩa. Thì với cái vẻ ngoài màu tím và màu hồng, với cái màu tím chính là màu đại diện cho sự thủy chung, lòng son sắc giữa những cái tình cảm vợ chồng, tình bạn bè. Thì vì thế mà trong tình yêu ấy thì sen đá hồng sao được gọi là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, thì không bao giờ khuất phục này, cho dù khó khăn gian khổ phía trước nhiều thử thách đi nữa thì vẫn luôn nỗ lực vượt qua một cách kiên cường. Cái cây sen đá này cũng thế, khi mà nó mọc lên những cái thân non như thế này, mọc lên từ những cái ấy phần thân mẹ khỏe mạnh, thì chứng tỏ cho sự cố gắng kiên trì của con người, nó tượng trưng cho một cái đức tính đẹp của con người. Thì mọi người nên rinh ngay về cho mình một cái cây sen đá với cái ý nghĩa đẹp như thế này, không chỉ có ý nghĩa trong tình yêu mà trong phong thủy ấy. Hình dáng của cái cây sen đá hồng sao này giống như kiểu là một cái đài sen mang đến sự may mắn này, nếu kết hợp mệnh càng đem đến sự thành công, tài lộc, mọi sự hanh thông trong công việc và nhiều công danh trong sự nghiệp đối với những người gia chủ mà trồng nó. Một phần màu hồng của cái sen đá này cũng góp phần tô điểm cho cuộc sống của bạn thêm đẹp hơn. Một ngày bạn sẽ đem đến cho bạn một sự sức sống tràn đầy này, tươi mới và cũng có nhiều hứng khởi trong công việc này.
Còn về cách hướng dẫn mà trồng cái cây sen đá hồng sao này ý, thì cũng giống như các cái loài sen đá khác, thì hầu như bạn không cần cầu kỳ trong cách chăm sóc, tuy nhiên cũng cần lưu ý một số các cái yếu tố để giúp cho cây phát triển khỏe mạnh được. Về trước hết là về cách tưới nước của cái loài sen đá này, thì tuy loài sen đá hồng sao này nó là một loài cây không cần nhiều nước, nhưng mà mọi người vẫn cần tưới nước đủ ẩm cho cây nha. Và khi mọi người tưới nước thì không nên tưới trực tiếp lên lá cây, tránh tình trạng là nó sẽ bị thối hoặc là bị hỏng lá. Và mọi người cũng phải không nên tưới nước nhiều quá để tránh tình trạng rễ nó bị ngập úng và thối chết cây nha mọi người. Và nếu vào mùa đông ấy, khi nhiệt độ giảm xuống thì chỉ cần tưới nước một lần một tuần. Còn trái lại vào mùa hè khi nhiệt độ cao này, nắng nóng và trong chậu có thể nhanh chóng dẫn tới nứt khô, thì lúc này bạn cần tưới vào sáng sớm và chiều muộn khi ánh sáng nhẹ và đủ để cho cái cây sen đá này hấp thụ cho và mà không quá gay gắt này. Mà khi chọn cái loại đất trồng và cái cây sen đá hồng sao này thì không khác với các loại sen đá khác, mọi người chọn được những cái lớp đất tốt này, mà lớp đất này phải đảm bảo tơi xốp này, có độ thoát nước tốt này, và cần lựa chọn những cái hỗn hợp đất có thể giữ ẩm cho cây, tự như kiểu là bán như kiểu mọi người có thể mua sẵn ở bên ngoài, hoặc là tự tự trộn đất với các cái mùn xơ dừa hay là trộn với trấu này. Chú ý là cái đất trồng dành riêng cho sen đá nha. Đất trồng sử dụng được trong vườn để trồng cây thì hầu như là sẽ không thoát nước được, mọi người nên lựa chọn đất chuyên dùng cho cái loài sen đá. Và tiếp theo là về cái phần ánh sáng ấy, thì cái tuy sen đá hồng sao không đòi hỏi ánh sáng quá nhiều, nhưng mà nếu mà được nhận đủ ánh sáng thì cái cây sen đá hồng sao này mang đến một cái màu sắc rất là đẹp. Như em đã nói thì khi mà để ở những cái ánh nắng hoặc là nhiều ánh sáng ấy, thì cái cây sen đá này có thể đổi sang các cái màu hồng tím rất là đẹp. Nếu sen đá hồng sao được trồng ở những nơi ít sáng như là ở trong nhà, chúng thường sẽ có màu xanh ô liu, và sen đá này sẽ có màu nâu đỏ hoặc màu tím hồng chuẩn, nằm màu đẹp nhất khi mọi người để ở ngoài sáng. Vì vậy mà nếu trồng trong nhà cần phải để cái cây sen đá này thường xuyên được tắm nắng và trung bình từ khoảng 5 đến 6 giờ một ngày nha mọi người. Và tiếp theo em sẽ chỉ cho mọi người một số tip lưu ý về cái cách chăm sóc của cái cây sen đá này, đó là về việc trồng sen đá thì mọi người cũng biết là cực kỳ đơn giản, hầu như là không có kỳ công chăm sóc, nhưng mà cũng cần một số chú ý là khi chọn giống ý, thì cần chọn những cây khỏe này, chú ý có đủ rễ này. Và về đất này, thời gian đầu khi trồng thì cần để sen đá nơi râm mát và có che chắn nha. Và trước khi thay chậu thì không nên nên tưới nước cho cái sen đá và nên để khô thì mới dễ dàng lấy cây ra được. Đó là một vài cái tip chăm sóc của cái cây này. Thì mọi người hãy rinh ngay cho mình một cái chậu sen đá đẹp như thế này về để ngay trong cái góc bàn làm việc của mình hay là trên bàn học, thì cái màu sắc của cái cây này nó sẽ đem đến cho mình nhiều cái lợi ích mà mình không thể ngờ tới được. Đó. Còn nếu bạn thì bạn có thể thay chậu nha, thay cho mình những cái chậu phù hợp với cái mệnh tuổi của mình. Ví dụ như mệnh kim thì có thể chọn chậu trắng, mệnh hỏa hay là mệnh mộc thì có thể chọn những cái chậu màu nâu này, mệnh thủy thì có thể chọn những cái chậu màu xanh ấy, thì mình có thể lựa chọn cho mình những cái chậu yêu thích để đặt những cái chậu cây sen đá này vào để trên những cái góc bàn hay bàn làm việc, để nó như một cái cỗ máy không khí tự động mà hút cho mình những cái chất độc hại và cái chất bức xạ từ cái máy tính và các thiết bị điện tử. Ngoài ra nó còn có khả năng giảm nhiệt cho mọi người. Nó có khả năng giảm nhiệt từ các cái thiết bị điện tử xung quanh mình, trên những cái máy tính hay là trên điện thoại. Khi mình để cạnh một cái cây sen đá như thế này thì nó sẽ có khả năng giảm nhiệt rất là tốt, là tạo nên cho mình một cái bầu không khí đẹp này, giúp rất là nhiều lợi ích về sức khỏe của mình. Thì mọi người hãy đi ngay về một cái chậu sen đá như thế này, về giá cả của nó cũng rất là phải chăng và phù hợp với túi tiền của mọi người. Nó chỉ dao động tầm khoảng 100 ngàn là được một cái chậu sen đá đẹp như thế này rồi mọi người ạ. Thì showroom bên em đang sẵn rất là nhiều, mọi người hãy nhanh tay qua đây để ring ngay cho mình một cái chậu sen đá đẹp như thế này. Và nếu tìm một cái cây sen đá trồng vì quá bận rộn thì cái cây này là một cây cực kỳ là một cái ứng cử viên cực kỳ đáng giá để mọi người có thể lựa chọn nha mọi người. Mọi người lên mua nha mọi người.
Mọi người hãy tới tại showroom Cader tại 39 Trần Bình nhanh tay mua thì sẽ có rất là nhiều ưu đãi đặc biệt và những cái phần quà lớn nữa mọi người ạ. Thì loài cây này sẽ còn mang đến rất là nhiều may mắn trong cuộc sống của bạn nữa. Thì hãy nhanh tay lên nha mọi người. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.